Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày mồng 3 tháng 12 2019 và hôm nay hai vợ chồng mình bắt đầu xay mẹ cà phê đầu tiên. Cái đống cà phê này là tụi mình đã phơi khô và hốt sẵn vào trong bao rồi. Đây, tính ra chắc cũng cỡ được vài chục bao ấy mà bao to bao nhỏ lung tung hết. Nếu như mà còn thời gian là mình sẽ hốt luôn hai cái bạt khô ngoài kia vào xay luôn. Mình chỉ sợ là chiều nay trời mưa ấy, bây giờ là 12 giờ trưa, trời rất là nắng luôn, nhưng phải tranh thủ, lỡ chiều mưa thì sẽ không làm được. Còn đây là cái máy của nhà mình, máy và cái cối này thì nó cũ lắm rồi, nó rất là lâu năm rồi. Và hôm nay là bữa xay đầu tiên thì hy vọng là máy sẽ hoạt động tốt. Chỗ này là tụi mình dự định là sẽ xả vỏ cà phê ra đây. Năm ngoái là tụi mình xả ra đây do trời mưa ấy, nên cái vỏ cà phê nó nóng và cái hai cây cà phê này nó bị chết khô luôn. Nên năm nay là mình tiếp tục xả ra cái vị trí này cho đỡ chết cây cà phê khác. Em phải đè cái nút này em mới ấy được hả? Đây rồi mà. Được chưa? Còn đè nữa không? Được rồi. Đắp một dây thôi hả? Quay cả nhãn cái dây vô. Lắp 2 giây vậy anh có quay được không? Được. Không có hút thì được, không uống thì không quay được. Giờ vào hút đầu uống. Tôi ráng quay. Được bao nhiêu bao vậy anh? Gần 12 bao rưỡi. Gần 12 bao rưỡi hả? Ừ, cho hả? Được 1 tấn không? Ai biết. Một bao này cỡ bao nhiêu ký? 80. 80 thôi hả? Ừ. Bao 80, bao 85 đúng không? 80, thường thường 80, 85. Ừ. Vậy 12 bao chắc được cỡ 1 tấn hả? Được không? Mấy giờ rồi? 2:20. 2:20 vậy là xay 1 tiếng 20 phút. Được bao nhiêu hả? Ừ. Là cái máy là làm được vậy hả? Ừ. Thank you.